bối Việt Hồ hai ông Hoàng Mười chế thủ đất Việt Nam ba cô tôi được vâng và bây giờ chúng tôi xin tiến trình là đồng thầy Trần Thị Giang sẽ thực hiện nghi lễ hầu chú bối Nguyệt Hồ và ông Hoàng Cơ cô công vượng và phần nghi lễ xin phép bắt đầu. Đừng đôi bên
lắm sơn phường mối xếp hàng dù chúa sơn trang canh canh nghe tiếng suối dịu dàng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao quay tính móc bên người ý à. Rõ ràng hoàng bơ thoải chân dung.
Rước quan hoàng bơ rơi.
chuốc rượu mời, sấn lên bề ngọc các cô dân mời, làm lời rượu phong bừa rơi các cô dân mời rất hoàn bờ rơi. Hồi cung thiên thai là cảnh
đôi cô hầu vua hầu bầu ba con.
gọi nhau thương ai soi tỏ bên non một bầu son sắc tốt tươi rực rỡ trên ngàn năm tỏa yêu hoa ý à tập ngay sáng tỏ trên đời một bầu xuân sắc tốt tươi sương già trên ngàn xanh nắng tỏa nhiều hoa ý à sạch sạch đi đây tiên cô vui về hồi muốn là về đến đây muốn ta trên xin chạc tối hài hoa dạo chơi xin mọi lưu lô sụp giảm cất tiếng ta vào một tay cứu mới ban xa cùng phước người học kỳ đã tháng này bằng là cho tiền tốt đủ dày tổng cốc cho nó về đây nhá càng nhiều bằng là cho xài sang nhiều bán cho dài kết sang nhiều cho nhiều hơn mọi năm xưa thành đồng con khuya sớm phục thờ ba mươi một một mười tiếng hôm rằm ba mươi một một hôm rằm mười tiếng cô ơi để đứng cạnh lòng sơ ý à
hồi cúc. Thank you.